chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Sao Việt. Và Đan tin chắc chắn rằng trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị sẽ được cập nhật thêm rất nhiều những thông tin mới, nóng hổi và bổ ích. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Vợ chồng Trường Giang Nhã Phương khoe ảnh giường chiếu. Càng về sau này, cặp đôi càng thoải mái hơn trong việc xuất hiện bên cạnh nhau và ghi lại nhiều khoảnh khắc hạnh phúc. Nhã Phương khoe nhan sắc xinh đẹp và quyến rũ, không quên hành hạ chồng trong loạt khoảnh khắc mới. Vợ chồng Mười Khó lần đầu chia sẻ ảnh vui vẻ thân mật tại phòng riêng. Mới đây nhất, từ phía Trường Giang Nhã Phương tung những khung ảnh tươi tắn trên giường ngủ. Theo như tiết lộ của nữ diễn viên thì đây là quà đáp lễ đôi dép tổ ong đỏ anh dành tặng em nhưng kỷ niệm một năm ngày cưới đây nè chồng ơi. Tuy nhiên, nhân vật chính vẫn chưa tiết lộ đây là dự án về nội dung gì và cô dành tặng quà thế nào cho ông xã. Sau một năm ngày cưới, nhan sắc của Nhã Phương ngày càng thăng hạng hơn. Đây là điều mà các khán giả ai cũng phải công nhận. Dù sinh con chẳng bao lâu, nhưng nữ diễn viên đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng, năng nổ tập thể thao để thon gọn hơn. Hai vợ chồng cùng nhìn nhau tình tứ trong phòng ngủ. Họ còn sử dụng cả ốp lưng điện thoại đôi có khắc tên viết tắt. Vợ chồng trẻ xem điều gì trong điện thoại mà tỏ ra sự phấn khích? Phải chăng cả hai đang xem ảnh của con gái cưng? Trong loạt ảnh cũng không thể thiếu những khoảnh khắc cô đứng hẳn trên lưng chồng, thể hiện thái độ cầm quyền. Điều này càng làm công chúng háo hức về dự án họ chuẩn bị tiết lộ. Trường Giang tặng quà cực khủng cho vợ nhân dịp một năm ngày cưới. Vài ngày trước, nhân dịp một năm chính thức về chung mái nhà, thì nam danh hài cũng âm thầm chuẩn bị quà cho bà xã. Dẫu vậy, Nhã Phương và khán giả không thể cười rớt nước mắt khi đập hộp điều mà anh dành cho cô. Thay vì những chiếc túi xách phụ kiện hàng hiệu, thì Trường Giang lại mua một đôi dép tổ ong đỏ rực, món quà hết sức dân dã, đúng với hình ảnh của anh bao năm nay mà người hâm mộ từng thấy. Để kỷ niệm một năm ngày mình làm vợ người ta, bà mẹ bỉm sữa cũng đã thực hiện một bộ ảnh cực đẹp, diện váy cưới lộng lẫy. Cô tâm sự 25 tháng 9 2018, 25 tháng 9 2019, vậy là đã tròn một năm rồi, một năm thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên tổ ấm gia đình, lại có được các fan luôn ủng hộ chúc phúc. Phương thực sự cảm động, gia đình và các bạn chính là hậu phương vững chắc cho Phương đó, yêu mọi người lắm luôn.